là đọc hay lắm các bạn. Nó có nhiều cái tình tiết hơn 18 cộng một tí, mà nó không có lố lắm đâu, nó cũng hay ho lắm, nó cũng nghệ thuật lắm, cũng kệ đi, không có gì đâu. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video ngày hôm nay mình muốn review cho các bạn một cuốn sách đã rất là nổi tiếng trong cộng đồng những bạn thích đọc sách. Nhất định là các bạn cho dù chưa đọc cũng đã nghe ít nhất một lần trong đời, đó là cuốn Hai Số Phận. Như mọi lần thì vì cái trình độ tiếng Anh của mình quá là xuất sắc, mình cũng không biết đọc tên tác giả, mình sẽ để tên tác giả ở đây. Thì khi mà mình xem review cuốn sách này ở trên mạng á, nó chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều với nhau. Bên khen đây là một tác phẩm kinh điển cực kỳ hay, cực kỳ xuất sắc mà mọi người ai cũng phải đọc một lần trong đời, tại vì nó quá hay, nó mang quá nhiều ý tưởng nhân văn và nhân đạo và triết lý, cái gì đó kiểu cao lắm, cao lắm. Còn một bên á thì mọi người bảo đây là một cuốn sách self-help, nói chung là nên đọc nhưng mà không có gì quá ư là xuất sắc như là đã được marketing, đã được PR rầm rộ như vậy. Tại vì hai cái luồng ý kiến này nó quá là mâu thuẫn với nhau, nên là mình quyết định mình đã mua cuốn sách này về đọc. Tại vì mình nhiều chuyện á, mình tò mò các bạn, chứ bình thường mình cũng ít đọc sách kiểu tản văn và những cuốn sách kinh điển như thế này lắm. Đầu tiên á, thì mình sẽ đọc qua một số cái nhận xét ở đây. Cuốn tiểu thuyết tột bậc về cuộc đối đầu giữa những người anh em, Dan Brown, tác giả của Mật Mã Da Vinci, đây là cũng là một trong những cái cuốn rất là kinh điển, nổi tiếng mà mình chưa đọc. Bậc thầy về nghệ thuật hòa trộn các yếu tố kinh tế, chính trị và quyền lực trong cùng một cuốn tiểu thuyết. Khả năng xây dựng cốt truyện, tác giả chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ thiên tài. Tác giả xây dựng tình tiết vô cùng khéo léo và khiến bạn không thể buông sách xuống được. Một trong 10 người kể chuyện hay nhất thế giới. Khi mà các bạn nghe tên Hai Số Phận thì các bạn cũng đã biết rồi, đương nhiên là nó kể về số phận của hai người khác nhau rồi thì mới gọi là Hai Số Phận. Nhưng mà lúc mà mình đọc như thế này thì mình phải nghĩ là ủa, Hai Số Phận thì nó liên quan gì? Đương nhiên là Hai Số Phận này nó sẽ có cái gì đó liên quan với nhau, ví dụ như cùng ngày sinh, ngày tháng năm sinh, giờ sinh hay là cái gì đó. Và nó đúng là như vậy, nó kể về cuộc đời của hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nó ở hai đất nước khác nhau và họ cuối cùng đã gặp nhau. Nếu như mà nói ra là cuốn sách này có một cái gì đó gọi là triết lý hay là quá xuất sắc hay gì thì mình cảm thấy đây là một cuốn tiểu thuyết rất là hay, nội dung khó đoán, với những cái cú bực á, người ta gọi là plot twist, nó rất là bất ngờ. Nhưng mà thực tế á, thì bài học trong này mình không học được gì nhiều lắm. Có thể là sau 10 năm nữa mình đọc lại thì mình sẽ học được nhiều bài học hơn. Nhưng mà tạm thời thì mình chỉ thấy là nó kể về chặng đường phát triển của hai người khác nhau nhưng mà sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sau đó thì họ có những cái cách chinh phục thành công khác nhau. Một người thì sinh ra đã sẵn ở vạch đất, và một người sinh ra ở một cái nơi mà không ai muốn sinh ra cả. Khó khăn của mình khi quyết định review một cuốn sách quá là kinh điển đó là đã có rất là nhiều review nhận xét trước rồi, cả những review vô cùng chất lượng đến từ những phê bình từ các bạn độc giả, những người nổi tiếng. Nên là khi các bạn xem video của mình thì các bạn rất là khó để có thể mong muốn có một cái gì đó mới hơn, sáng tạo hơn, mà mình chỉ muốn mang tới cho các bạn những cái quan điểm của cá nhân mình. Khi đọc một cuốn tiểu thuyết kinh điển, và có thể nói đây là lần đầu tiên mình đọc một cuốn tiểu thuyết kinh điển, mình sẽ đọc cho các bạn nghe một số review ở trên mạng, ở trong những cái cộng đồng sách rất lớn mà mình đã tìm được. Đầu tiên, Hai Số Phận, một tác phẩm kinh điển, một quyển sách mà đã cầm lên rồi thì không nỡ bỏ xuống. Nó cuốn ta từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đọc để thấy ta được sinh ra trong thời bình đã hạnh phúc hơn hàng triệu triệu số phận, để thấy được niềm tin và sức sống mãnh liệt của những con người cam khổ thời chiến tranh, sự ham muốn cống hiến bản thân cho tổ quốc, ý chí sắt đá của những con người không hề dễ dãi, không cam chịu sống và tư duy theo lối mòn. Và còn nhiều nhiều giá trị nhân văn khác nữa hiện lên qua câu chuyện của hai ông già cố chấp, để rồi nhận ra họ đã sai. Kết thúc của một cuốn sách hay luôn làm ta thấy tiếc nuối, nhưng thế cũng ổn, vì có lẽ đó là cái kết đẹp và trọn vẹn nhất cho cả hai. Đọc mấy cái review này còn hay hơn cả đọc truyện nữa. Thì ý kiến của mình khi mà đọc cái bình luận này á, đúng là ta đã cảm thấy hạnh phúc khi đã sinh ra trong thời bình. Nếu như mình biết á, là cái kết thúc của cái cuốn truyện này làm cho mình tiếc nuối vậy, mình sẽ không bao giờ đọc. Tại vì nó làm cho mình cực kỳ hụt hẫng. Đối với mình, ở quan điểm sống của mình á, là mọi thứ đều phải rõ ràng. Mình biết á, là cuộc sống nó chỉ có tính tương đối thôi, không phải là lúc nào nó cũng sẽ rõ ràng những cái vấn đề mà phải trái đúng sai được. Nhưng mà mọi thứ nó đều nên được giải quyết rõ ràng. Mình rất cực kỳ ghét mâu thuẫn, mình cực kỳ ghét sự hiểu lầm. Nên là ví dụ như ai đó hiểu lầm mình cái gì, mình sẽ luôn cố gắng, không phải cố gắng tìm cách giải thích, tại vì mình không có nghĩa vụ và giải thích với bất kỳ ai một cái gì. Nhưng mà ít nhất một lần trong đời mình sẽ nói rõ ràng đối với đối phương là tại sao lại có sự hiểu lầm đó xảy ra.
Còn có giải quyết được hay không đó là do hai bên thôi. Nhiều khi họ cố chấp, họ cố tình nhìn nhận cái vấn đề đó theo cái hướng hiểu lầm thì kệ, nhưng dù sao mình cũng đã cố gắng giải thích một lần. Còn trong chuyện á, như thế này thì hai bên không hề cho nhau một cơ hội để hiểu nhau một dù chỉ một lần thôi. Khi mà William đã gọi điện nói với Abel là hay là mình nói chuyện với nhau một lần, thì Abel đã nói là sẽ cho cơ hội nói chuyện một lần khi mà ông kia đã lên thiên đàng rồi á. Nên là lúc đó mình đặt mình cực kỳ khó chịu luôn. Nếu như mình biết được là kết như vậy, mình sẽ không bao giờ đọc. Nó làm cho con người ta hụt hẫng thật sự luôn á. Những bình luận tiếp theo mà mình thấy được, những sách cực kỳ hay và cuốn hút, đọc lực từng trang đọc, chỉ sợ hết sách lúc nào không hay biết. Thật ra đối với mình thì ví dụ như hết sách nó là một cái kết đẹp thì thật sự rất là tốt, nhưng mà kết buồn thì mình không thích. Mình cũng không bao giờ coi những bộ phim có cái kết buồn, tại vì cuộc đời vốn dĩ nó đã quá buồn rồi, nên là mình không muốn thêm một tí muối nào cho cuộc sống của mình nữa. Và nếu như mà hết sách đó, thì mình sẽ mua cuốn sách khác. Các bạn có thể qua lại cái video mà mình review cuốn Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng á, thì mình đó mình là cái con người sống thực tế như vậy. Nhưng mình thấy Abel có vẻ hơi hờ hững với gia đình bố mẹ nuôi ngoại trừ cô chị. Thì đây liên quan tới nội dung chuyện, mình xin phép không có bình luận ở đây. Và có một câu hỏi cực kỳ là ngang trái, đó là mình vẫn không hiểu vì sao William và Abel lại tham gia chiến tranh. Mình có thể nói sơ sơ cho các bạn là hai người này tới cái độ tuổi mà trưởng thành rồi á, thì đã có những cái thành công nhất định và rất là khá là giàu có, họ lại quyết định nhập ngũ. Thì tới lúc đọc cái chỗ này mình cảm giác như là mình nên cất sách đi ngủ thôi, tại vì mình không hiểu tại sao là hai người đang giàu như vậy lại đi nhập ngũ. Cơ bản là mình có thể là vì mình không giàu, mình không hiểu được lý trí của mọi người, nên là mình không đồng cảm được cái vấn đề đó. Tại vì đối với mình nha, ví dụ như khi mình giàu rồi á, mình có tiền, đó là ví dụ mình giàu thôi chứ thật ra mình nghèo rất mồm tơi đó, thì mình phải có tiền, sau đó mình sẽ lấy tiền đó mình đi ủng hộ cho đất nước, để tham gia chiến tranh, để cái gì đó có thể góp phần nào đó mà nó thực tế hơn. Mình giàu nhưng mà mình cũng chỉ là một cá thể thôi, mà một cá thể có thể kiếm ra tiền thì đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không có rành với chiến tranh lắm, như là tham chiến này kia. Tại vì cái quá trình mà tham gia chiến tranh thì các bạn sẽ phải đào tạo rồi rất là nhiều vấn đề, thì tại sao mình không cố gắng mình kiếm nhiều tiền hơn nữa, sau đó mình giúp cho đất nước của mình, đất nước của mình sẽ lấy cái nguồn đó để hỗ trợ cho bộ đội, cho tiền tuyến này kia, mà các bạn lại tự vác cái thân của mình bỏ lại tài sản và các bạn đi tham gia chiến tranh, thì mình vẫn không hiểu được. Mình sẽ cố gắng giàu thực giàu để có thể hiểu được tư tưởng của hai người này, nhưng mà thực tế mình vẫn không hiểu. Và tới lúc mà mình đọc cái đoạn hai bạn này đi tham gia chiến tranh và cả hai người đều suýt mất mạng á, mình cố gắng lắm để đọc tiếp theo, nếu không là mình đã cất cuốn sách này rồi. Ở đây mình tìm được một số bình luận mà mọi người giải thích cho cái vấn đề mà hai nhân vật chính của mình giàu cực giàu và đi tham gia chiến tranh như thế này. Theo tôi là vì giá trị cuộc sống là có thể đem lại giá trị cho cộng đồng. Khi cả thế giới chống lại Hitler vì sự tàn ác thì sao khoanh tay ngồi yên được? Mình có tiền mình sẽ cố gắng để ủng hộ cho tiền tuyến, thay vì vác cái mạng nhỏ mà không có một tí kỹ năng chiến đấu nào đi ra chiến trường và làm gánh nặng cho mọi người. Dường như William cực tất cả gia đình và sự nghiệp. William có thể hỗ trợ chiến tranh bằng cách khác như tài chính chứ không phải đích thân ra chiến trường, và không chắc rằng có thể quay lại. Mình thấy nó quá mạo hiểm nên không biết còn lý do gì đằng sau việc William tham gia trận chiến này. Đúng mọi người, các bạn đã cố gắng cả một đời người, đã xây dựng ra một cái cơ nghiệp, một cái cơ ngơi, sau đó các bạn có một gia đình, một cô vợ xinh đẹp, một trai một gái rất là dễ thương tài giỏi, các bạn không ở nhà giáo dục nó, cố gắng dạy dỗ nó để có thể kiếm thêm ra tiền để yêu đất nước nhiều hơn, mà các bạn lại tham gia chiến trường. Có một bình luận của một bạn đó là vì đức tính muốn tìm giới hạn của bản thân. Thực ra giới hạn của bản thân thì đối với mình nó vẫn chỉ là tiền thôi. Các bạn kiếm ra được nhiều tiền thì nó chính là cái giới hạn của bản thân các bạn. Còn các bạn vứt bỏ tất cả mọi thứ, kể cả gia đình, sự nghiệp, mọi thứ để các bạn ra chiến trường một cách thân một mình, không qua huấn luyện. Nhưng nếu mọi người đọc truyện các bạn sẽ thấy là cả Abel và William có một trong hai người, một nhân vật nào đó mà thiếu cân nặng hay thiếu sức khỏe gì đó, rồi lại bỏ tiền tài, sau đó phải cố gắng ra ngoài đó để ăn lên cho tăng cân, phải vận động và làm mọi thứ để đủ tiêu chuẩn đi tham gia quân đội. Một bình luận khác: không ai ra chiến trường mà chắc mình quay lại, không riêng gì ông ấy đi vì ông ấy thực sự khẳng khái và coi trọng danh dự, với đặt mình ngang hàng với mọi thanh niên khác thời ấy, không vì giàu có mà ảo tưởng mình thượng đẳng, lùi về phía sau để nhìn người khác hy sinh thay. Đó là một nét tính cách rất hay mà tác giả xây dựng cho nhân vật. Trong đời thực cũng vậy, gia tộc nào giàu có mà lứa con gái tưởng mình hơn người và phụ thuộc vào cái đặc quyền gia tộc đó sẽ lụng bại. Nói chung là như vấn đề nãy giờ mình đã nói rồi đó, khi mà mình giàu có thì mình sẽ cố gắng để ủng hộ mọi người về cả tài chính và tinh thần, rồi đằng sau cho những cái bạn thanh niên bằng tuổi với mình nhưng mà lại không thể nào cống hiến được về tài chính thì các bạn sẽ góp sức thôi. Một người đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, họ mới hiểu được giá trị của hai bên. Còn thời đó thì vẫn còn khá mong muội và hiếu chiến. Theo mình rút ra từ những cuốn sách và phim ảnh đề tài chiến tranh do Mỹ làm thì họ đều khắc họa nhân vật không hiểu được sự khắc nghiệt của bom đạn trước khi xung quân.
phần nhiều bị sốc và chỉ mong nhanh được giải ngũ. Đối với giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai thì lúc đó Đức rất mạnh và nếu Mỹ không liên minh với Anh thì chẳng mấy chốc Hitler cũng sẽ sang phản Mỹ. Thế nên với tính cách của William là chưa từng thất bại và có hiểu biết thì cũng nhận định được tầm quan trọng của việc đánh bại Đức. Lại muốn đạt được nhiều thành tựu trong đời thì tham chiến chính là một thử thách và không hề nghĩ đến thất bại hay cái chết. Tại ba đã tham gia chiến tranh rồi nhưng mà William này như kiểu giàu từ trong trứng ra sinh ra để vạch đất nên là không biết là chiến tranh nó cực kỳ là khắc nghiệt mà chỉ muốn là mình giàu quá rồi nên là mình phải làm một cái gì đó để tiến thơm để cho con cái sau này. William mong muốn là mình tham gia chiến tranh, sau đó mình sẽ sống trở về nhăn răng cười he với một cái bản thành tích gì đó, tại vì không nghĩ là chiến tranh nó khắc nghiệt như vậy. Mình nghĩ cái này một lý do hợp lý đó. Là đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao hai nhân vật giàu có như thế, giàu có dành cả cuộc đời để gây dựng sự nghiệp để đi tham gia chiến tranh, nên là nếu các bạn đọc rồi thì các bạn bình luận dưới đây giải thích cho mình biết nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đây mình có sưu tầm được một số bài học khi đọc trong cuốn sách này. Nó là sưu tầm tại vì cơ bản là khi mình đọc á thì mình trên tinh thần là một độc giả mới đón nhận một tác phẩm này như là một câu chuyện, một cái cuốn tiểu thuyết thôi, nên mình cũng không quá đề cao, nhưng mà mình đã tìm rất là nhiều review của các bạn ở trên đó và mình đã thấy được một số bài học mình sưu tầm được, như là xuất phát điểm của bạn sẽ không nói lên được điều gì, cuộc đời mỗi người sẽ thành công huy hoàng như ánh nắng rực rỡ của buổi bình minh, hay là sự thất bại u tối như làn sương giăng mịt mờ không tìm thấy lối đi, tất cả đều do quyết định sự lựa chọn của chính bạn. Như là những cái cuốn sách trước đây mình từng đọc ấy, thì sẽ là bạn chính là xuất phát điểm của con bạn, và đó mới chính là cái vấn đề mà mình quan tâm hiện tại. Đúng là xuất phát điểm của bạn sẽ không nói lên được điều gì cái quá trình này kia, nhưng mà vì mình cố gắng thật nhiều nhiều để mình chính là một cái xuất phát điểm thật tốt cho con mình, cho cái tương lai sau này, như là William vậy. Điều thứ hai, biết tận dụng cơ hội, cách làm giàu, cách làm việc. Có một lần mình đọc được ở đâu đó, đó chính là tận dụng cơ hội này kia. Rồi người ta hay gọi là may mắn, nhưng mà may mắn nó chính là một cách nói khác của sự chuẩn bị. Khi các bạn chuẩn bị mọi thứ đủ ổn, đủ tốt, đủ chân thành, đủ nhiệt huyết, nói chung là đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì các bạn mới có thể may mắn được. May mắn đó là các bạn nhìn thấy nó, nhưng các bạn đã chuẩn bị rồi, các bạn mới chớp được. Điều thứ ba, không bằng lòng với những thành tích đạt được, không ngủ quên trong chiến thắng. Cái này là đúng nha, đó là khi mà Abel cố gắng và cả William nữa, họ có những cái mục tiêu cao hơn, nhưng mà đó là mục tiêu họ có thể làm được trong tầm tay của họ, chứ không phải là kiểu xa vời đặt mục tiêu mình dưới đất nhưng mà đặt mục tiêu ở trên trời. Nhưng mà tới đây mình vẫn không hiểu tại sao hai người đó lại đi nhập ngũ và đi chiến tranh và suýt mất mạng trên chiến trường. Cái này là lỗi của mình không hiểu được cái ý đồ thâm thúy của tác giả khi cố gắng, không khi nêu ra cái câu chuyện đó mình không hiểu thật. 10 năm nữa mình sẽ đọc lại. Tình cảm là thứ thiêng liêng và đáng trân trọng. Tình cảm ở đây có nghĩa là tình cảm gia đình giữa vợ chồng với nhau, giữa ba mẹ và con cái, chứ không phải là tình cảm là cái sự mà muốn chinh phục của một cái người mà kiểu bị coi thường. Đối với một người mà đã coi thường mình, sau đó tao sẽ phải chinh phục mày, tao sẽ cho mày thấy là tao cũng có thể có những tấm thảm ba tư, thì nó khác nhau nha. Cái tình cảm đó nó không có thiêng liêng đâu. Biết xóa bỏ hận thù và hiểu lầm thì đây là điều đầu tiên mà mình đã nói khi mà đề cập tới cái cuốn sách này, đó là nếu như mình biết là mọi thứ kết thúc cho hiểu lầm như vậy thì mình sẽ không đọc đâu, tại vì nó quá buồn, quá buồn, quá buồn. Người ta đã kêu là đời là bể khổ rồi, tại sao mình lại phải cố gắng mình dung nhập quá nhiều thứ khổ cực trong cuộc đời. Khi mình đọc xong á thì mình sẽ cảm thấy chia làm hai trường phái. Một á là sẽ bảo là chuyện thì nó như vậy thôi, nhưng mà ngoài đời mọi người sẽ giải quyết với nhau. Trường phái thứ hai thì kêu là tất cả chuyện, tất cả những tác phẩm kinh điển mà nó còn hiểu lầm thì mất mới, nhưng mình không hiểu lầm. Không phải nha. Mình phải làm sao để cho mình luôn cảm thấy là mình có thể có một cái tâm thế thoải mái nhất, mình có thể ngủ ngon được, mình đặt lưng xuống là mình ngủ liền, tại vì mình không có hiểu lầm cái gì hết. Mình cố gắng làm mọi thứ sáng tỏ và tốt đẹp hơn, và tốt đẹp hơn nữa. Nếu như các bạn hỏi mình là có nên đầu tư đọc cái quyển sách kinh điển hay không thì có, tại vì nó rất là hay, đọc hay lắm các bạn. Nó có nhiều cái tình tiết hơn 18 cộng một tí, mà nó không có lố lắm đâu, nó cũng hay ho lắm, nó cũng nghệ thuật lắm, cũng kệ đi, không có gì đâu. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ ấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video mới vào mỗi tuần. Và nếu các bạn muốn mình review một cuốn sách nào đó khác nữa thì các bạn cứ bình luận dưới đây, mình sẽ cố gắng tìm hiểu, đọc và review cho mọi người. Và tạm biệt các bạn.